gắng, trang phục gọn gàng, đã đến giờ mời thầy giáo vào lớp báo cáo hết. Được, con về lịch lớp. Rõ. Cả lớp chúc thầy giáo khỏe. Thầy chúc cả lớp khỏe. Bài học hôm nay thầy trò chúng ta cùng đi vào bài học đó, nhảy dây từng chân và trò chơi chạy tiếp sức với dây. Thì trước khi vào bài học, thầy nêu nội dung của bài học hôm nay, đó là mục tiêu bài học đó chúng ta nắm bắt được kỹ thuật nhảy dây từng chân và chúng ta chơi trò chơi với sự vui vẻ và sự nhanh nhẹn của đôi chân mình, tinh thần đoàn kết trong của đội mình. Và trước khi vào học thì thầy hỏi lớp chúng ta có bạn nào hôm nay cảm thấy đau chân hay là bị ốm không? Không thì thầy trò chúng ta bắt đầu vào bài học. Các con nghe nhạc để chúng ta khởi động. Gót chân lên nào các con ơi, kiếng gót chân lên. Trong phần khởi động chung, thầy và trò chúng ta cùng đi vào, đó là khởi động chuyên môn. Yêu cầu con này, khởi động chuyên môn các con tập trung để trong quá trình học chúng ta tránh chấn thương khi chúng ta tập luyện. Rồi, các con bước chân trái lên. Chân trái lên để ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, ép ngang, chân đứng rộng hơn vai. Chúng ta làm bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi bên. 1, 2, 3. Khi làm động tác này các con nhớ thẳng cái đầu gối ra thầy nhá. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Hai tay đan chéo trước ngực của mình. Chúng ta kiêng gót chân lên, giơ tay thẳng lên trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Chúng ta nhảy xoay le chân, chân trước chân sau. Bài tập bổ trợ, chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Các con chú ý nghỉ. Nghiệm. Đầu hàng làm chuẩn. Lấp dồn hàng. Nghỉ. Nghiệm. Bên trái. Quay. Từ đội hình bốn hàng dọc, chúng ta chuyển thành đội hình vòng tròn. Di chuyển.
Hôm nay chúng ta chơi trò chơi vòng tròn. Tiết trước các con đã được chơi rồi. Giờ chúng ta hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi. Và lớp trưởng sẽ là người chỉ huy. Trò chơi này làm cho chúng ta nóng người lên để chúng ta vào bài học. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đi một vòng thật nhanh. Ta cứ đi cho đều. 1 2 3 4. 4 3 2 1. Xoay một vòng thật nhanh. Ta cứ xoay cho đều. 1 2 3 4. 4 3 2 1. Sau đây thầy mời những bạn chưa thực hiện đúng lên đây. Thầy mời con. Tiếp tục thầy mời con. Mời con. Rồi để tăng quá trình trò chơi khó hơn một tí thì lớp chúng ta các con đọc nhanh cái vần điệu của trò chơi lên. Lớp trưởng chuẩn bị bắt đầu. Rồi, sau đây những bạn thực hiện chưa đúng. Thầy mời các con di chuyển ra đây. Thầy mời con là 1, con là 2, con là 3. Rồi. Những bạn thực hiện chưa đúng lên đây thì chúng ta lại bắt đầu nhảy cho thầy một vòng lò cò xung quanh vòng tròn nhỏ này. Các con phải hát một bài nhảy lò cò cho cái giò nó khỏe, nhảy le te cho nó khỏe cái chân. Nào chuẩn bị. Ở lớp bắt đầu. Nhảy lò cò cho cái giò nó khỏe. Nhảy le te cho nó khỏe cái chân. Rồi thầy mời con về vị trí. Ở đây chúng ta đi vào phần ôn lại bài cũ. Thầy mời 3 bạn lên đây để chúng ta ôn lại bài cũ. Thầy mời con. Thầy mời con. Thầy mời con. Chúng ta thực hiện bài cũ hôm trước, đó là so dây, trao dây và vào dây, nhảy dây trụm chân. Các con ở dưới chúng ta nhìn lên và để nhận xét các bạn thực hiện có đúng hay không. Bắt đầu. Có bạn nào nhận xét 3 bạn này thực hiện đúng hay không? Thầy mời con. Thầy là bạn, cả 3 bạn này đều sai, là người ta bảo là phải nhảy là hai chân thì bạn ấy nhảy chung hai chân lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Có ai có ý kiến khác không? Thầy mời con. Thưa thầy là bạn kia lúc đầu là bạn nhảy từng chân một ạ. Còn ai có ý kiến là cái về so dây và trao dây của các bạn không? Rồi. Bạn nam thì bạn so dây vẫn chưa được, còn mạnh lắm là nó còn hơi. Đúng rồi, thầy cảm ơn. Thầy nhận xét chung với các bạn đó là hai bạn nữ thực hiện rất là tốt, còn bạn nam thì lúc đầu chúng ta so dây và trao dây thì con là làm đang bị vấp. Thì sau đấy thầy sẽ hướng dẫn lại chúng ta cách so dây và trao dây. Đầu tiên chúng ta so dây ở giữa chân này. Và cái dây làm sao mắc đến ngang cái vai mình này là đạt yêu cầu. Các con nhớ chưa? Sau đây chúng ta di chuyển về từ đội hình vòng tròn, di chuyển về hình chữ E thầy. Tổ 2 tập trung. Một hành giả tập hợp. Tổ 1 di chuyển. Tổ 3 một hành giả tổ hợp. Tổ 4 một hành giả tổ hợp. Nghỉ. Nghỉ hợp. Tổ 3 tổ 4 bên trái quay. Tổ 1 tổ 2 bên phải quay. Các con chú ý lên đây. Nay thầy hướng dẫn chúng ta bài mới, đó là nhảy dây từng chân.
Các con chú ý quan sát lên tranh ảnh tư thế chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta để tay phải cầm dây và nhịp 2 chúng ta so dây. Dây ở giữa lòng bàn chân mình và tay cầm thì chúng ta giơ dây đến ngang vai. Nhịp 3 chúng ta trao dây, quăng dây theo hình số 8 bên cạnh người mình. Nhịp 4 chúng ta vào dây và nhảy dây từng chân. Sau khi thầy phân tích qua tranh thì thầy lại làm mẫu cho chúng ta nhảy dây. Đầu tiên đó chúng ta cầm dây bằng tay phải. Sau đấy rồi thì các con so dây. Ở giữa. Và chúng ta lại trao dây theo hình số 8. Và vào dây nhảy dây từng chân. Thầy mời bạn lớp trưởng lên đây thực hiện cho thầy cái kỹ thuật này. Và các con ở dưới lớp chúng ta nhìn, quan sát bạn thực hiện đúng hay sai. Rồi bạn nào giơ tay phát biểu và nhận xét bạn. Thầy mời con. Con thưa thầy là bạn Phúc Khánh bạn chưa so dây, trao dây và vào dây ạ. Đúng rồi, bạn Trung bạn nhận xét rất là tốt. Chúng ta cho bạn một tràng pháo tay. Và thầy mời con về chỗ. Các tổ chú ý nghỉ. Nghiệp. Từ đội hình chữ V chúng ta di chuyển được về đội hình tập luyện. Ở các con chú ý này, cái động tác này thầy sửa cho số 4. Đầu tiên nhé, khi so dây xong, các con chú ý là dây ở giữa lòng bàn chân mình. Và khi trao dây thì chúng ta này, trao dây thành hình số 8. Và vào dây thì chúng ta nhảy từng chân. Thì lúc này cái tay này các bạn chú ý này, là tay chúng ta này không rời ra tách ra này nhá, mà chúng ta khép cái tay vào và chúng ta chỉ quay cẳng tay này thôi. Các bạn nhớ chưa? Bạn này không so dây được con. À, con làm so dây đi, dây chân rậm lên dây đâu. Rồi, từ từ, tay để sát vào này này, thấy chưa? Xong bắt đầu trao dây thầy. Làm được không để thầy giúp cho nào. Này, đầu tiên là so dây này con, được chưa? Xong bắt đầu mình trao dây thả lỏng cái tay ra, vòng theo hình số 8 này. 1 2 3 vào dây. Đấy. Lúc mà ta quăng dây thì con thả lỏng cái vai ra. Lớp trưởng về đây cho thầy. Cô Hà giọng tập hợp.
Con chỉ nghỉ. Nghiệm từ đội hình bốn hàng dọc ra di chuyển về đội hình trò chơi. Các con chú ý, trò chơi này tiết trước chúng ta cũng được chơi rồi. Giờ chúng ta phải bắt đầu chơi thử lần đầu tiên. Xong đấy chúng ta lại chơi thật. Thầy và bạn, lớp trưởng sẽ làm trọng tài. Các con chú ý này, lên ở trên này, chúng ta phải vòng qua nấm. Xong rồi các con mới chạy về. Khi chạy về chúng ta cầm gọn dây. Tổ nào không cầm gọn dây, tổ ấy xử thua. Chuẩn bị. Tiếp tục đi con, tiếp tục nào. Nhanh lên, nhanh lên. Qua lần chơi thử thứ nhất, tổ 3 giành chiến thắng. Chúng ta cho tổ 3 một tràng vào tay. Sau lần chơi thử, chúng ta bắt đầu vào lần chơi chính thức. Các bạn phải thi đua giữa các tổ. Yêu cầu các tổ là chúng ta vỗ tay và hô các bạn lên để các bạn chạy nhanh hơn. Các tổ sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Lần thi đấu thứ nhất, tổ 4 và tổ 3 giành chiến thắng. Xin chúc mừng hai tổ. Các con để chơi lần 2. Tổ 1, tổ 2 đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Thầy xin chúc mừng tổ 3 giành chiến thắng lần này. Rồi thầy mời các con về vị trí. Bốn ai cho tổ 1. Tổ 2. Tổ 3. Bốn ai cho tổ 1. Tổ 4. Bốn ai cho tổ 1. Con chú ý nghỉ. Nghiệm. Bên phải quay.
Các con chú ý này, quá trình học tập tiết học vừa rồi chúng ta về nhà các con có thể vận dụng vào, đó là buổi sáng các con với bố mẹ chúng ta dạy tập thể dục và chúng ta nhảy dây để cho chúng ta phát triển chiều cao cũng như tố chất thể lực của mình. Thì buổi sáng các con có thể rủ bố mẹ để chúng ta tập thể dục buổi sáng bằng nhảy dây. Sau đây thầy sẽ thực hiện hai động tác. Các con quan sát đâu là động tác nhảy qua từng chân. Rồi bạn nào biết giơ tay phát biểu thầy. Thầy mời con. Rồi rất tốt. Các con cho bạn hơn một tràng vào tay. Con chú ý nghỉ. Nghiêm. Đo hàm chuẩn lớp dàn hàng cách nhau một sải tay. Sau đây thầy trò chúng ta cùng đi vào phần thả lỏng. Tay cao, thả dây xuống con. Cúi, lắp tay dưới thấp. Rồi, hai tay chống hông, lắc chân. Rồi chân. Rồi chân. Rồi chân. Thôi. Các con chú ý, hôm nay chúng ta đã học xong bài nhảy dây từng chân. Bạn nào còn thắc mắc về vấn đề chưa biết nhảy dây không? Rồi, vậy bài học hôm nay chúng ta kết thúc. Các con chú ý nghỉ. Ghi âm, giải tán.